chưa? Làm cấp tiền, cấp ba của má như kìa. Mà đừng có khóc nữa nha. Mà đừng có khóc nữa mà. Nhưng mà nín đi, đừng có khóc nữa. Nghe lời con đi mợ. Đừng có buồn mà mợ. Sao? Hết lôi kéo chồng rồi bây giờ lôi kéo hết người làm trong nhà này hả? Tụi bay tính làm phản phải không? Dạ. Tại sao hả? Không có đâu mợ. Không có cái gì? Nè, tụi bay bây giờ muốn cái gì? Muốn cái gì nói đi. Hả? Dạ con không dám, không dám đâu mợ. Mày đặt khóc như lóc hả? Coi chừng đó nghe chưa? Trả tụi mày nữa. Dạ. Thôi mợ, sao rồi mà mợ? Bà bị nói vậy thôi chứ không có gì đâu. Lấy đi mợ. Bà, chút. Hai người có nghe chuyện gì không? Hả? Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện con lại á, nó bị bà Biển đánh quá trời luôn. Trời ơi, sao mà bị đánh? Thì bà đối thừa nó là ăn trộm tiền. Ăn trộm? Ăn trộm hả? Thì con cũng có biết đâu, con nghe chợ người ta đồn đờn rờn nè. Còn lại nó không có làm những chuyện như vậy đâu. Nhưng mà từ sáng tới giờ con cũng nghe người ta đồn rờn rờn đầy chợ hết vậy đó. Thì con nhỏ tội nghiệp nó quá hả? Tưởng lấy chồng giàu có sung sướng, ai dè nó khổ như vậy nè chị ba. Thôi vậy con về trước nha. Ừ. Dạ con về nha. Con về đi chị. Ủa? Lại đó hả con? Con? Trời ơi cái mặt sao vậy nè? Lại. Thôi giờ con không cẩn thận con bị té thôi, không sao đâu Thiêm. Con không giấu. Thiêm gì má? Con sao? Má với Thiêm biết hết trơn rồi. Con không có sao thiệt mà. Bà miệng bà ác thiệt á. Bà đánh mặt con nhỏ. Bà tím hết trơn à. Thôi mà má, con không có sao thiệt mà.
Thôi con phải đi mua đồ rồi. Con đừng rảnh con về thăm tía má nha. Con đi nha má. Thôi về đi chị. Có chuyện gì vậy bà? Tôi gặp con lại ngoài chợ, tôi bị má chồng nghi ngờ là ăn trộm tiền, đánh đập cho mặt mũi đứa thầm tí bên trường. Có chuyện đó nghĩ sao? Con lại cái tánh nó hiền lành từ hồi nhỏ, không có bao giờ mà tơ hào tiền bạc của ai, mà bây giờ bị người ta vu oan, rồi còn bị đánh nữa chứ. Khi tôi gặp nó ngoài chợ, tôi hỏi nó làm sao, nó nói là nó bị té. Trời ơi, ai cũng nói là con tôi được gả vô cái chỗ sung sướng. Sung sướng đâu không thấy, suốt ngày cứ bị người ta vu oan, mang tiếng xấu không mà con ơi. Khổ thân con tôi quá đi mà. Bà, khi còn con gái là con của mình, còn gả đi rồi thì là con của người ta. Bây giờ nhìn thấy con như vậy, làm cha làm mẹ như tôi với bà, chỉ biết xót xa thôi bà ơi. Con đi ở ngoài chợ, nghe người ta đồn mới là vợ của cậu Hai Chánh ăn trộm tiền rồi bị phát hiện cho nên bị đánh bầm mặt. Làm thân con gái 12 bến nước trong vợ đục chịu, biết sao vậy? Số phận mỗi người sao tránh được. Con đi đâu đó? Giỏi. Dạ, con ra ngoài đi dạo một chút mà. Thiệt tình, con mà biết có anh Hai ở nhà, con sẽ không có kể chuyện này. Mà bấy không nói á, sớm muộn gì nó cũng biết. Con giờ chỉ lo là ảnh lại lo lắng rồi làm chuyện gì đó không hay thôi. Không, thằng Hai coi vậy chứ không đến nỗi nào đâu con. Ông về rồi đó hả? Nè, có đứa nào lấy nước máy cho ông uống nè. Dạ. Dạ, ông bà cha dùng nước. Cảm ơn con. Dạ, con xin phép. Con mặt con sao vậy? Dạ, con sơ ý, con bị té thôi. Dạ, con xin phép. Mặt con nhỏ như vậy đó, bị bầm như vậy đó, là do bà làm phải không? Trời đất ơi, ông nói gì kỳ cục vậy trời? Nãy nó trả lời ông không nghe hả? Nó nói nó bị té. Bà thôi đi, tôi biết chuyện hết rồi. Bà định giấu tôi nữa hay sao? Vậy là còn nhẹ đó. Bà đánh con nhỏ mặt bầm tím hết vậy á, mà bà nói còn nhẹ hả? Chứ gì nữa? Bà thiệt hết biết à? Hết biết gì? Nè, cái chuyện này là tôi dạy con dâu tôi bổn được hay sao? Tôi làm gì sai? Cái cách dạy của bà rồi bà sẽ bị mang tiếng. Mang tiếng gì? Bà ăn hiếp nó phải không? Cái gì? Bà mang tiếng là mẹ chồng ăn hiếp con dâu. Trời, cái miệng lưỡi thiên hạ tôi sợ gì chứ? Nhưng mà tôi hỏi bà, nó làm cái gì mà bà đánh nó?
Nó ăn cắp tiền của tôi thì tôi quýnh nó. Tôi phải trừng trị nó chứ. Tiền bà để đâu nó ăn cắp? Ở trong phòng tôi kìa. Tiền đó là tôi lấy, tôi đem lên chùa để cúng dường. Hồ đồ quá đi. Cúng dường hả? Nè, ông tưởng là tôi tin ông đó hả? Cúng dường hả? Đúng là hai cha con này bị con nhỏ này á cho ăn bùa mê thuốc lúa gì đây nè. Nghĩ ra cúng dường. Bên chầm chập gì đó. Trời, tội nghiệp bả hai. Ê, gì vậy? Sao? Nói coi. Bả hai á, cứ làm quần quật suốt ngày vậy đó. Đã không được cái gì mà suốt ngày bị bà Việt la mắng. Trời, bả hai khóc hết nước mắt luôn á. Hồi mở hai mới về làm dâu thấy mơ mở vậy đó, mà bây giờ hả thấy hả tiều tụy quá trời quá đất luôn vậy đó. Nhiều khi mở hai có khi còn khổ hơn mấy đứa ở đợi như mình nữa đó. Bởi vậy thì không biết đâu là sướng, không biết đâu là khổ, mà nhảy vô làm cái gì. Bây giờ thấy mở hai khổ vậy á, tự nhiên hả người làm như mình thấy hả chạnh lòng giùm cho mở hai nữa đó. Thương mở hai quá à. Thôi để tôi buồn cho. À, tôi muốn gặp ông Biển. 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 Có chuyện gì vậy mấy chú? Tôi muốn gặp ông Biển. Tôi muốn gặp ông Biển. Ông Biển đi đâu? Biển đâu? Có chuyện gì ồn ào gì? Dạ mấy người nông dân này á muốn gặp ông Biển đó con hai. Cho tôi gặp ông Biển đi. Đúng rồi, tôi muốn gặp ông Biển. Tôi muốn gặp ông Biển. Có chuyện gì vậy? Ba tôi không có ở nhà. Có chuyện gì á cứ nói với tôi đi, tôi sẽ nói lại với ba tôi. Tụi tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà chẳng đủ ăn cậu hai ơi. Ai thu thuế của mọi người? Thì thằng cò lắm. Không những nó ép công sức của tụi tôi mà bao nhiêu lúa gạo nó cũng gom về hết. Còn cái tôi ở nhà nheo nhúc không có để ăn. Khổ lắm cậu hai. Cái thằng cò lắm này nó ác như quỷ vậy đó. Đúng không bà con? Thôi được rồi. Tôi xin phép ba tôi cho bà con nợ mùa này. Chiều nay tới kho tôi phát ít gạo để ăn qua ngày chờ mùa sau nha. Dạ. Trời ơi. Cảm ơn cậu hai nhiều lắm. Tụ tập ở đây quấy phá trật tự trị an trước nhà bà Biển đúng không? Hả? À, thì ra cũng là mày Út Đẹp hả? Mày dẫn đầu cái nhóm này quấy phá đúng không? Không có gì đâu. Mày nói cái gì? Tao nghe từ xa nghe mày than là mày nói mày khổ lắm đúng không? Hả? Hả? Khổ cái gì trời đất ơi? Từ làng trên xóm dưới ai mà không biết tiếng của mày. Mày ăn nhậu thì sáng sớm tới chiều tối, vậy mà khổ cực hả? Nó sung sướng gần chết luôn vậy. Mà tao cũng không hiểu sao ba má mày sanh mày ra đặt tên mày là ông Đẹt. Đẹt bà nội tao chứ Đẹt. Cậu nhìn kỹ nó mập thù lù vậy đó. Vậy mà khổ hả mày? Cậu hai ơi, nhà cô cái nó đôi lắm cậu hai. Cậu hai nhớ chiều cho lúa gạo cho mày. Thôi được rồi, bà con cứ về đi. Chiều tới kho nhận ít gạo về mà ăn. Trời ơi cậu hai, bà giao tôi trông coi cái chuyện thu lúa. Bây giờ cậu làm vậy tôi biết ăn nói sao với bà đấy cậu. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vậy đi. Nhưng cậu ơi đâu có được cậu. Bây giờ cậu hai, trời ơi, tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi là những cái chuyện này á phải làm sạch sẽ cho tôi, mà tại sao đến bây giờ vẫn còn chơi như vậy hả? Dạ. Cô coi nè, cô coi đi, vậy có chịu nổi không hả? Con làm liền rồi. Cái đống đồ trong kia vẫn chưa giặt nữa là sao? Rồi một cái thùng nước kia tôi đã nói á là đi đổ đầy cái thùng nước cho tôi, mà tại sao tới giờ này vẫn chưa làm nữa là sao hả? Dạ, con đi làm liền rồi mất. Rồi cái này để làm cái gì?
con gì giàu đáng ghét, dám hành hạ chị tôi như vậy. Mấy người mà còn hành hạ nó đi, biết tay với tôi. Đức. Trời. Trời á. Đi đâu? Anh. Sao? Sao nãy đây? Trời. Anh ở đây. Bà bị biết rồi. Bắt con bỏ tù chết đó. Tại lo cho chị em quá cho nên anh không đi được. Anh. Hay là anh với chị em trốn đi đi. Lần trước anh cũng đã tới định dẫn chị em đi, nhưng mà khó lắm, nhà đã cửa đéo bề thế, với lại chị em sợ nếu bị phát hiện sẽ làm khổ cho anh. Nhưng mà không lẽ chị em cứ phải chịu khổ trong cái nhà đó hoài hả? Anh cũng đang tìm cách đây, anh không muốn chị của em ở trong cái nhà đó một giây nào nữa. Đúng rồi, em ghét nhất là bà Biểu đó. Bà đó lúc nào cũng hành hạ chị em hết đó. À, nhớ nha, đừng có nói ai biết là anh đã gặp em ở đây nha. Em biết rồi, em đâu có ngu đâu mà nói. Khuya dậy rồi, sao cô chưa về ngủ nữa ta? Sao giờ này mà còn mần như vậy chị Tư? Dạ, bà Biện á, hay ăn khuya, cho nên con làm để sẵn. Nếu bà có ăn á, thì có liền để mà làm. Khuya rồi, em làm gì ở đây? Em rửa chén xong á, em sẽ đi ngủ. Anh đi ngủ trước đi. Mấy cái việc này có người làm họ làm rồi, em lên nghỉ đi. Nha. Dạ, mở đi nghỉ đi. Còn ít để tụi em làm luôn cho. Cậu hai nói đúng á, mở đi nghỉ đi. Mở cặp cái này lên nghỉ đi, còn chút xíu để tụi em làm cho. Cảm ơn mọi người. Em à, tính của má vậy đó, em đừng có buồn má nha, má không có ác ý gì đâu. Dạ. Vô đi. Dạ mợ hai ơi, bà kêu mợ xuống nấu cháo cho bà. Cái gì kỳ vậy? Bộ mọi người không biết nấu cháo hay sao mà kêu mợ? Dạ bà nói phải mợ nấu mới được. Thôi. Thiệt tình. Thôi anh, để em xuống nấu cho má. Má còn má la tội nghiệp.
làm cái gì mà lâu dữ vậy hả? Dạ, con xin lỗi vì đã để má chờ. Mệt ghê, cái mặt lúc nào cũng chịu ủ vậy đó. Bộ nấu miếng cháo cho tôi thôi á mà cũng nặng nhọc vậy á không? Dạ, không phải vậy đâu má. Còn không phải cái gì nữa? Sao mặt con lúc nào cũng buồn buồn vậy hả? Sao mà tôi nói cái gì con cũng trả treo lại vậy? Tôi là má chồng của cô mà, không có tôn ti trật tự gì hết. Thứ gì vô giáo dục. Nè. Dạ. Giờ sao? Cô còn mang cái bộ mặt đưa đám vậy đó hả? Hèn gì á, từ trước tới giờ á, từ khi mà cái ngày mà cô bước chung vô cái nhà này á, nhà này làm ăn không có lên nổi làng vậy đó. Làm ơn đi, xách cái bộ mặt đi xuống dưới giùm tôi một cái coi. Dạ. Thứ lì dễ sợ lì. Còn nấu cái miếng cháo mà nhìn hết muốn ăn vậy đó à. Con. Dạ thưa thầy. Ừ. Trời ơi, ngồi uống miếng nước đi đã. Ôi. Con à, thầy thấy con hay suy nghĩ nhiều không tốt đâu. Cái chuyện gì nó qua để nó qua luôn đi, bây giữ trong lòng hoài đó càng thêm khổ. Con cũng muốn như vậy lắm chứ thầy, nhưng mà tại vì nhìn thấy lại bị người ta hành hạ, con không thể nào chịu nổi. Nhưng mà bây giờ con lại, nó là vợ, là dâu nhà người ta. Mày có muốn giúp nó cũng đâu có giúp được đâu con. Mà có khi gây quả cho nó nữa kìa. Nghe thầy đi. Ủa, ông về rồi đó hả? Thưa, ba mới về. Nè, có chuyện gì mà sao thấy ông buồn vậy? Chuyện làm ăn có chút trục trặc. Thấy chưa? Dễ hiểu thôi mà. Từ ngày á, cứ còn lại về đây á, tự nhiên á, chuyện làm ăn trục trặc hoài vậy đó. Bà đừng có nói như vậy, con lại nó nghe nó buồn. Buồn buồn cái gì mà buồn, có làm sao tôi nói vậy thôi. Đúng đó má, chuyện gì má cũng đổ cho lại hết, tội cho cổ. Làm ăn thì có lúc này lúc kia. Nói tới nó là hai cha con bên chầm chầm vậy đó. Nè, tôi nói cho mọi người biết nha. Vài bữa nữa đó, cứ mở đường cho Hưu chạy đi nha. Nó leo lên đầu lên cổ mọi người ngồi đi rồi biết. Để tưới cho. Thôi để em làm cho, không thôi má thấy lại làm nữa. Vợ của anh hôm nay đẹp quá. Anh đừng làm vậy, cha thấy không có nên đâu. Hay là hai vợ chồng mình đi chợ nổi nha. Dạ thôi. Hoặc là đi dạo sông nha. Anh hai giỏi ơi, nguy rồi, cỏ lắm, dẫn quần linh tới đây chắc là để bắt anh đó. Chết. Ủa sao nó biết anh ở đây? Em nghĩ là chắc có ai đó nhìn thấy anh báo rồi nó mới biết. Trốn đi anh, nhanh lên. Đi đi con. Đi.
trả cho mẹ cho tao. Nhanh lên. Dạ. Mày lục kỹ cho tao. Dạ. Ủa, có chuyện gì nữa vậy ông còn? Có người báo là thằng hai giỏi đang ở đây. Ôi trời đất ơi, ai mà độc mồm độc miệng mà gieo tiếng ác cho tôi vậy kìa. Ây cha. Sao rồi? Em đục tung hết căn nhà này lên, không thấy bóng dáng thằng ai nhỏ. Công nhận nó tốt hay thiệt anh ơi. Dạ dạ em cũng vậy á. Không thể không nhìn nó được. Chắc chắn mà nó còn quanh quẩn đâu đây thôi. Dạ chắc chắn nó còn quanh quẩn đâu đây thôi. Nó không phải là gì. Anh hai ơi, anh hai. Hai ơi là hai. Hai ơi, con ơi. Thầy thấy con ở đây không có tốt đâu, nguy hiểm lắm con. Nếu mà tụi nó bắt được con là ở tù rụt xương. Thôi bây giờ chỉ bằng con qua xứ khác lánh một thời gian đi, rồi khi nào tình thế êm êm rồi quay trở về cũng không có muộn đâu. Đi đi con. Em thấy thầy nói đúng đó anh. Ở đây tai mắt nhiều, sớm muộn gì tụi nó cũng biết thôi à. Tới lúc đó lại càng khó thoát nữa. Ừ, thầy ơi, trước khi con đi, con xin thầy cho con làm một chuyện nghe thầy. Cái gì nữa? Trời đất ơi, sao con ngu khờ quá vậy? Con nghĩ sao mà con để cho cái tụi dân đen nó khất nợ vậy hả? Rồi còn mở luôn cả cái kho lúa gạo nhà mình nữa. Nhà mình đâu có phải nhà từ thiện đâu hả con? Má ơi, tại vì họ mất mùa cho nên họ mới như vậy. Chứ nếu không á, họ đóng thế đầy đủ cho má rồi. Trời ơi cậu hai, sao mà cậu hiền thấy sợ luôn vậy cậu hai? Cậu làm vậy riết là cậu sẽ trúng kế tụi nó. Tụi nó ghê gớm lắm, nhất là tôi đang nói chuyện với má tôi, không phải nói chuyện với anh. Con à, con còn trẻ người non dạ lắm, con có hiểu không? Con phải nghe lời má đây nè. Cái tụi dân đen đúng là nó ghê gớm thiệt đó. Mà mình làm như vậy riết á, tụi nó leo lên đầu lên cổ mình nó ngồi đó con à. Thôi, con không bàn chuyện này nữa. Con vô trong đi. Nè, nhưng mà trời đất ơi, tại sao kỳ cục vậy nè? Càng ngày nó càng giống đánh cha nó là sao trời. Cậu ngồi xuống đó đi. Dạ. Có cách nào đó hay không? À nè. Dạ. Cậu có biết đứa nào xách đồng vụ này hay không? Thằng mập tên Út Đẹp. Thằng đó hả? Chính nó lần trước cũng xách động cái bọn chân đen trong cái vụ nộp thuế đó mà. Thôi được rồi. Nè. Dạ. Cậu bằng mọi cách phải bắt bỏ tù nó cho tôi. Dạ. Tôi phải cho nó ở tù rụt xương luôn. Dạ chuyện nhỏ. Dạ thưa bà tôi đi. Làm mau đi. Dạ. Ê, tôi đây nè. Sao bắt được hai giỏi chưa? Đục tung cả cái nhà luôn, không thấy thằng hai giỏi luôn. Ngộ thôi là cái người báo tin cho cô đã nhìn lộn rồi. Không thể nào được, chính bà ta nói là nhìn thấy hai giỏi trên ghe mà. Tại sao không tìm ra là sao?
Lại đây tôi nói nghe nè. Có chuyện gì đó cô Tuyết? Tôi hỏi bà nè. Hôm bữa có phải là chính mắt của bà nhìn thấy hai giỏi ở trên ghe của thầy Tư Tị không? Đúng rồi. Hai giỏi chứ ai. Mà mới ban đầu á, tôi á, tôi nhìn lầm. Nhưng mà sau á, tôi nhìn kỹ lại á, thằng Chả chứ ai. Hả? Chả? Chả đổi nón á, mai là Chả đổi nón. Nghe rửa mặt á, mà tôi cũng thấy ổng. Ủa, tại sao kỳ vậy? Thì tại sao còn lắm đưa lính qua mà không thấy ai giỏi ở đâu hết? Trời ơi, sao tôi biết được? Chắc ổng lúc đâu đây. Nhưng mà chắc tôi nghĩ khi mà ổng nghe động á thì ổng bỏ đi cũng nên chứ. Ê, nhưng mà sao cô thắc mắc lạ quá vậy? Thì bây giờ con lại trả thù và sẵn làm công với bà Biển. Chẳng lẽ cô thích trở thành mợ ba ở nhà đó hả? Là mợ ba thì đáng sao, như vậy cũng tốt mà. Cô bà về bán đi. Trời ơi, nhìn cái thứ mà để coi lần này tụi mày có chết với tao không. Mình trốn đi. Không được đâu anh. Anh không thể nào nhìn gia đình đó hành hạ em được. Anh bất tài nên để em phải chịu khổ như vậy. Anh đừng nói như vậy mà. Tôi đi đâu? Có thật sự là hai người hỏi hẹn nhau không? Có, tôi thấy thiệt mà. Nãy tôi đã nhìn thấy tận mắt nên tôi mới chờ nè này để coi đó. Nếu không có tôi sợ là anh bị cắm sừng. Tôi nói thiệt mà. Đi, theo tôi, nhanh lắm. Ủa, sao đấu trơn rồi? Hồi nãy là chính mắt tôi thấy hai người đó là vô trong cái ngôi nhà này nè. Tôi nói thiệt đó. Chắc là hai người đó bỏ đi trước khi chúng ta tới đây rồi. Tôi nói thiệt mà anh tin tôi đi. Chính mắt tôi thấy thiệt đó. Anh hai, tôi nói thiệt mà. Tôi thấy hai người đó hẹn nhau ở trong này nè. Tôi không có nói dối anh đâu. Tôi nói thiệt đó. Anh tin tôi đi. Trời tôi với anh hai.
Anh hai, anh nhìn cái gì vậy? Ủa, em tới lâu chưa? Hôm nay thầy Tư không tới hả? Em cũng mới tới thôi. Hôm nay thầy bận chút công việc nên thầy kêu em đem chút đồ ăn cho anh nè. Em có biết thông tin gì của Lài không? Em cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Má chồng cổ la mắng suốt rồi. Mấy bữa nay á, em thấy quân lính lùng sục tìm anh khắp nơi. Trước tiên á, anh phải giữ an toàn cho mình đã, thì mới có cơ. Thôi, em về trước. Ừ. Con à. Dạ. Sao thấy con vẻ con mệt quá vậy? Mặt con xanh quá vậy? Con bệnh hả? Ừ. Vậy thì đi nghỉ đi con. Dạ, con không bệnh sao cái gì dạ? Mà bệnh? Trời ơi, nó khỏe ngời ngời, nó trốn việc, nó giả bộ bệnh chứ nó làm gì mà bệnh. Bà, mặt nhỏ xanh lè như vậy à. Nó mệt như vậy rồi bà để nó làm công chuyện vậy rồi không tốt. Bà kêu mấy đứa kia làm thế cho nó đi. Mấy đứa nào? Tụi nó cũng bận hết rồi. Nè, làm ơn đi, lau bàn ghế xong rồi xuống chẻ hết cái đống củi cho tôi rồi nha. Bà. À còn nữa, sắp nước đổ đầy hết mấy cái lu đi. Bà sao vậy? Còn nữa đây nè, cái đống quần áo kia kìa, làm ơn giặt cho hết đi, để mấy bữa rồi đó. Dạ rồi rồi, con sẽ làm liền. Con à, con mệt thì con đi nghỉ đi. Dạ. Mệt cái gì mà mệt, ông mắc cười thiệt á, nó sức trâu mà mệt cái gì. Mệt ghê vậy đó. Dạ. Dạ con không có sao đâu, cha đừng có lo. Dạ thôi con ra làm sao, con là công chuyện. Con thiệt là tức cái bà này hả? Được rồi, đi đi. Dạ. Qua đây. Mày có còn là thằng đàn ông không vậy hả? Mày không biết mẹ mày đã hành hạ lại cái nào không? Mày đã bẹp yêu cô ấy, tại sao mày không tìm cách bảo vệ cô ấy? Tại sao mày để cô ấy phải chịu khổ sở như vậy hả? Mày tưởng mày là ai mà xí vô chuyện gia đình của tao? Mày có tư cách gì mà lo cho vợ của tao? Ngay này tao thay mặt gia đình của lại đi dạy cho mày một bài học. Mày không còn là một con người nữa. Cái này tao dành cho cái đứa lo chuyện bao đồng như mày. Mày có xí cho chuyện của tao. Mày. Mọi người ơi, tụi hai bị quýnh kìa. Đâu đâu đâu. Trời ơi, gì vậy? Để lên thôi đi, đi lên, lấy lộn đó. Mọi người ơi, mày quýnh tụi hai tao hả? Mọi người ơi. Vậy? Mọi người, cậu hai, có sao cậu hai, có sao cậu hai? Cậu hai, có sao cậu hai? Cậu hai có sao không? Trời đất ơi, trời đất ơi, con sao gì nè, tôi chảy máu gì nè. Ai vậy, ai đánh con, cái nào đánh cậu vậy hả? Dạ, 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 con có thấy thằng quýnh cậu hai là thằng hai giỏi á, nó đánh cậu hai xong nó bỏ chạy. Trời ơi, cái thằng này tại sao lại không đánh lại nó để cho nó đánh
cậu hai như vậy hả? Dạ, lúc đó con cầm hoài chuối. Thằng hai chuối, mày giỏi lắm. Còn này, mày kêu thằng nhân tình của mày đến đánh con tao phải không? Hả? Vậy tại sao mày làm như vậy hả? Vậy vậy đúng không? Trời ơi, con ơi, con có sao không vậy hả? Con có sao không hả? Trời, cái con khốn nạn này. Sao mày, mày làm như vậy được hả? Con ơi, con có sao không vậy con? Con có sao? Trời ơi, chảy máu như vậy mà không có sao hả con? Đi vô con, đưa cậu vô kìa. Dạ, 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 dạ. Đi vô con hai. Mau lên. Dạ. Con này, mày chết chứ tao. Mày vô nhà đi bọn.